Quý vị vừa theo dõi xong bản tin thế giới trên kênh 7 của chúng tôi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sức mạnh nào để nối kết mạnh mẽ nguồn tình cảm thiêng liêng của con người với con người? Đó là giá trị từ tinh thần chia sẻ, đã san lấp mọi ý thức chật hẹp của cái tôi thực dụng, khiến lòng người được mềm lại mà nhung dị đi thẳng đến tâm cảm thương yêu và tận tụy vì những cảnh đời bất hạnh. Tôi xin được dùng những hình ảnh này và những trải nghiệm tận lòng để bày tỏ niềm cảm kích và quý trọng trái tim của người nghệ sĩ. Rất nhiều những thế hệ nghệ sĩ đã đến với ngôi nhà mơ ước, đã đến với những cảnh nghèo khó này một cách đầy thiện tâm và không do dự. Hành trình của chúng tôi nhìn lại, ngay từ những ngày đầu qua thăng trầm, đã luôn có các anh chị và các bạn nghệ sĩ dành riêng một góc nơi trái tim mình cho tình yêu đồng bào, cho nghĩa tình quê hương. Để từ đó mà chúng ta được nhìn thấy mạch ngầm đầy sức sống của lòng nhân ái, của tinh thần quyết tâm không bao giờ khuất phục khó khăn trong chúng ta và trong những mảnh đời cơ khổ quanh mình. Cái mộng của người ta là có được một cái nhà, mà cái ngôi nhà đó là một cái sự mơ ước của người ta. Nhưng mà ở đời không phải ước mơ nào cũng thành sự thực. Ở đời thì luôn luôn mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Thế nhưng mà hôm nay chúng tôi thấy rằng có những cái cơ quan tiếng như là đài truyền hình, các công ty Đông Tây, các công ty Vomina đã có lẽ là không phải là thay trời mà làm chuyện đó, nhưng mà nhờ cái tình thương đó mà đem lại cho những người ước mơ cái ngôi nhà, được một ngôi nhà ước mơ, thì cái sự thành công đó là do nơi cái tình người thương với nhau. Mà chính ra cái tình người thương với nhau đó là một cái chất thép để đặng mà làm cho bình vững cái xã hội. Thì tôi xin hoan nghênh công việc làm của tất cả các bạn và chúc cho từ đây tới sau sẽ có nhiều ngôi nhà ước mơ khác đi vào trong tay những người đang thèm thuồng có được một ngôi nhà. Biến ước mơ thành sự thật, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn và khát vọng vươn lên của dân nghèo, của một bộ phận rất đông trong cuộc sống hiện nay. Trách nhiệm và niềm rung cảm sâu xa nơi sứ mạng của những người làm lãnh đạo đã trao cho hiện thực cuộc đời này một hành trình đẹp đẽ của truyền thống nhường cơm xẻ áo nặng tình dân tộc. Trong bao nhiêu là bôn ba và lo toan của những người đứng đầu, Thành phố Hồ Chí Minh, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã vẫn luôn dành một vị trí không nhỏ cho người nghèo, tìm cơ hội cho người nghèo vươn lên, biến giấc mơ thoát nghèo của rất đông bà con mình thành sự thật, trao cho những cảnh đời cảnh người chìm trong nhọc nhằn bế tắc niềm hy vọng sống và khát vọng tồn sinh. Để rồi từ đó, từ ngôi nhà mơ ước, sứ mạng của những người đứng đầu đã gần gũi hơn và cụ thể hơn với mọi lớp người dân. Đứng về phía người nghèo để phát ngôn, từ thành phố phương Nam chan hòa ánh nắng này, giải dầu khắp mọi miền quê hương đất nước, những chương trình truyền hình an sinh của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã lan tỏa cộng đồng trách nhiệm, nhân rộng được điển hình về những cách làm thiết thực vì người nghèo, một cách thấm thía ân tình con người trong cuộc sống hôm nay. Xin được cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn tin cậy, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đã giải dầu cùng với chương trình. Cảm ơn lãnh đạo đài đã tận tụy bền bỉ và quyết liệt thực hiện cho tận cùng những chương trình chăm lo cho người nghèo. Cảm ơn sự hợp lực của các quận huyện trong thành phố, của các tỉnh thành bạn. Và xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của công ty Đông Tây, Vomina. Cảm ơn vì đã cùng chúng tôi, giúp chúng tôi mang ngôi nhà mơ ước này đến với nhiều cảnh đời còn cơ cực. Để một năm lại trôi qua, chợt nhìn lại, chúng ta đều cảm thấy trái tim mình ấm áp mà nhìn tới đường chân trời tươi sáng. Vomina, cùng xây ngôi nhà mơ ước. Tôi đã từng đi qua bao miền hoang vắng đơn sơ, và tôi đã từng đi qua bao miền cát trắng nên thơ, cùng bạn bè gắn nỗi đau niềm tin trong tim mọi người, dựng xây một quê hương mới.
tôi đã từng đi qua. Bao làn sóng gió mênh mông mà dòng đời cuốn trôi, dòng theo đêm đen ngày dài, dù cho mưa hay gió to, mà người vẫn vững tin vào những gì. Nào ta về đây xây đền giấc mơ yên bình cho người em mãi ấm bên nhau, cho trẻ thơ tiếng ca vui đùa. Cho ngày nắng ấm áp, gió mưa không màng, bao buồn đau sẽ hóa nụ cười, nơi tình yêu mãi luôn rạng ngời, để ngày vui hân hoan từng khúc ca bên ngôi nhà ước mơ, để ngày vui hân hoan từng khúc ca bên ngôi nhà ước mơ. Đây là tặng anh. Đây lộc hả? Dạ. Vùng cây trái ở đây. Thấy anh nhắm hướng đi hay không? Hay. Là nghe theo cái giai điệu bài hát mà cứ như vậy mà xăm xăm đi vô. Trời, tức là anh nghe ngoài từ ngoài kia vô. Đúng rồi, từ ngoài kia nó nghe. Để thì giới thiệu với mọi người, đây là anh Huỳnh Văn Hải, là đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đây là anh Phạm Phú Châu, thì chắc là mọi người biết rồi, nhà tài trợ Công ty Thép Vuna. Đây là ca sĩ và nhạc sĩ Đạt Huy, là người mà đã sáng tác Ngôi Nhà Mơ Ước, cái bài hát chủ đề của chương trình. Và cũng giới thiệu đến quý vị khán giả là có các mạnh thường quân cũng tham gia đi trong chương trình hôm nay. Bây giờ mình đi vô nhà tiếp tục ha. Huy, bữa nay là 2 năm rồi đúng không? Dạ, hát lại ca khúc này thì bạn thấy sao? Thì cái năm đầu tiên thì em đi thì là em là người quan sát và để lấy cái thực tế để những cái chuyến đi để mình viết ra cái ca khúc này. Thì sang cái năm thứ hai, mãi tới năm thứ hai thì mới gặp lại các anh em trong đoàn đi, thì cảm giác thì vẫn như mới mẻ như lúc đầu. Nó rất là vui và về vấn đề là tinh thần trong cái bài hát nhỏ nhoi thôi, nhưng mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình thấy được người dân nghèo đã có thì được nhớ, cái nhà. Chắc là mọi người cũng nhớ nhà chị Thắm với lại bé Thúy, hai mẹ con rất là đặc biệt. Mình sẽ vô gặp lại, không biết là có gì thay đổi không. Chị Thắm ơi, chị Thắm có nhà không ạ? Ngày 22 tháng 12, kỷ niệm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam, trở về với ngôi nhà của chị Thấm, một người con tật nguyền của gia đình cách mạng, cha làm liệt sĩ, trở về với Tiền Giang, để mong được nhìn thấy nụ cười hiền lành của người phụ nữ dạng dày đầy nghị lực mà Ngôi Nhà Mơ Ước đã từng chia sẻ và chăm lo. Mái nhà thủng và dàn mướp làm bạn, sự đơn độc của hai mẹ con hắt hiu trong bệnh tật ngày nào. Giờ trở lại Thấm, chúng ta thật sự mong mỏi trong ngôi nhà này, trên mảnh đất này, chúng ta lại sẽ được nhìn thấy một chuyện đời mới, tươi tắn hơn. Chị Thắm, sau lúc mà tụi em đi về rồi, xong rồi cuộc sống thay đổi nhiều không chị? Dạ, thay đổi. Các nhà lên rồi cũng mừng lắm. Tất được cái nhà che mưa, yên hổng bão mưa đâu đó. Dạ. Thì thấy mẹ con ở trong nhà thì vui lắm, mà nhớ lại các dạ, cũng đêm cũng cầu nguyện cho đài truyền hình rồi phép Omina cầu nguyện cho dồi dào sức khỏe vậy đó. Dạ. Chứ giờ cũng không biết làm sao. Còn bé thì sao, bé Thúy? Dạ. Thúy thì học mà học hành sao, nói cho mọi người nghe đi. Học rồi, bà con chồng sớm có thường qua thăm chơi nhà mình không chị? Hả? Chị hả? Mừng lắm. Bà con nói sớm mừng. Vì vậy chị thấy khi mà có căn nhà rồi, cái chương trình này rồi, chắc cái đời sống chị đã đỡ hơn chứ, mặc dù sức khỏe thì nó... Phát nhà lên xong rồi thì làm ăn thì cũng khá lắm. Làm ăn như bán cái gì cũng cao giá, như heo rồi cũng cao giá. Dạ, là hên phải học. Có cháu học giỏi rồi, có căn nhà mơ ước rồi, cái đời sống khá thì chị cũng cố gắng chăm lo. Rất mừng, các nhà mơ ước thì có ý nghĩa dữ lắm. Giúp đỡ cho mấy người nghèo đặng vượt lên đó. Với cái những gì mình có được hôm nay thì tôi mong rằng là chị và cháu sẽ có được một cái cuộc sống nó yên ổn hơn. Thì
Trên cái cơ sở này thì tôi nghĩ rằng là khi mà tư tưởng mình nó đã thoải mái thì bệnh tật rồi nó cũng sẽ lùi xa, rồi cháu cũng sẽ yên tâm nó học hành. Lúc nào tôi cũng mong mỏi là gia đình chị sẽ thật sự hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh Châu. Chương trình ngày hôm nay đi thì có hai mạnh thường quân đến tặng quà cho chị. Em mời công ty Bến Nghé, Bút Bi Bến Nghé. Tôi rất khâm phục và xúc động. Khâm phục là cái chỗ là cái cuộc sống ngày càng khá hơn. Và xúc động cái chỗ là chị mặc dù sức khỏe yếu nhưng mà vẫn cố gắng lao động. Và các cháu ở nhà cũng học ngày càng giỏi hơn. Thì tôi đại diện công ty Bút Bi Bến Nghé có gửi chị phần quà để chia sẻ phần nào những sự khó khăn của gia đình. Rồi chúc chị mau khỏe mạnh và cháu học hành ngày càng tiến bộ hơn. Xin lỗi chị. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn ạ. Công ty Bút Bi Bến Nghé đã đến. Và bây giờ thì một món quà nữa của công ty Namilus. Em để anh bàn cho chị nha. Dạ. Hôm nay em đến đây là để thăm lại chị và cũng có một món quà từ công ty Bếp Ga Namilus tặng địa chị để cùng gia đình mừng ngày Tết cho vui vẻ. Bếp nướng một cái bếp nướng để chị có thể sử dụng trong ngày Tết nếu như có nấu nướng gì đó. Chương trình hôm nay đến đây thì cũng có một cái phần quà nhỏ nhỏ là của chương trình của những người thực hiện chương trình tụi em gửi tặng cho chị, chăm lo cho chị một cái Tết nhỏ nhỏ. Huy sẽ đi cùng chúng đoàn sẽ cầm món quà này gửi tặng cho chị ạ. Dạ. Xin thay mặt anh em trong đoàn. Cảm ơn. Chút quà nhỏ để chăm lo Tết và có quần áo mới, có tiền lì xì, có quà lì xì cho bé. Dạ. Cảm ơn đài truyền hình. Dạ. Rồi, không sao hết. Không bao giờ nó xuống hả bác hả? Hả? Không bao giờ nó xuống hả bác hả? Chết rồi. Mà tôi xây tới nửa tháng, một tháng trời mà. Được nha. Bây giờ là bỏ bờ luôn. Đi vô đây. Được. Điện ở đâu mở ở đâu? Nó đặng anh Dân là mở điện nên em tối không đi được anh Dân ơi. Rồi, được rồi. Bây giờ bác ở đây với ai? Ở có mình à. Tiền gì mình nghèo, tiền đâu mướn phố mướn nhà ở. Sinh 1933, nay là 74 tuổi. Cùng. Nè, con trai nè. Có một đứa à. Vậy hả? Cái thằng thứ ba nó đau tâm thần. Dạ. Nó chết. Chết là xong rồi bỏ vô hầm đi điền. Đi liền chứ để đây làm lắm tán ai tới, nước này ai tới. Dạ. Đồ nhạc đồ nó tới nó ngồi đâu. À đúng rồi, cho là tính trước luôn rồi đó hả? Cho nên nó khổ lắm chứ không phải. Không như bác lúc này bác cũng cười vui vẻ lạc quan hết trơn hết á. Thì chứ sao, trời sanh trời định mà. Dạ. Bác ơi, hôm nay chính thức cái nhà này sẽ thuộc về bác, cái nhà mới này. Xin được giới thiệu với bác bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chính thức trao cái quyết định này cho gia đình của mình. Bác nhận. Dạ, dạ. Bác nhận đi. Hôm nay là coi như thành phố đến để chào bác, chào bác cái ngôi nhà này. Nhưng mà ngôi nhà này đi với một cái tấm lòng của đài truyền hình, của là công ty Đông Tây, là công ty thép Bovina. Đã hôm nay hỗ trợ ủng hộ để bác có căn nhà mới. Thì chắc trước tiên cũng xin được mời, xin được đề nghị anh chị chúng ta là vỗ tay để là chúc mừng bác được. Tôi cũng rất là cảm ơn tất cả. Không biết cái chi mà đền đáp. Bây giờ con nói bác như thế này thì phải nói là cái việc mà căn nhà mới này thì hôm nay hồi nãy như bác nói là bác mơ. Mơ cho thành sự thật. Nhưng mà bây giờ nó đã thành sự thật rồi. Đó. Đây là coi như là với những cái tình cảm, những tấm lòng rất là cao quý của các nhà tài trợ. Đặc biệt là trong đó có đài truyền hình. Là phải nói thời gian vừa qua là đã làm được rất nhiều ngôi nhà mơ ước này. Là coi như là mỗi một tuần, đứng về góc độ thành phố thì qua theo dõi thì tôi biết rằng mỗi một tuần á thì có một ngôi nhà đến với là những người nghèo. Thì thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố là tôi ghi nhận những cái sự tích cực và những cái tấm lòng rất là cao quý, rất là tốt đẹp của đài
đã xây dựng chương trình này. Và thông qua chương trình này tôi nghĩ rằng không những hôm nay và mãi mãi về thời gian về sau này, thì như vậy là chúng trong cái đối với những người nghèo thì mỗi một tuần sẽ có những cái niềm ước mơ và trở thành hiện thực. Dạ. Và một lần nữa là chúc bác có một ngôi nhà mới, có cuộc sống là